thưa quý vị và các bạn liên quan đến hình thức lừa đảo giả mạo cơ quan bảo hiểm xã hội thời gian qua bảo hiểm xã hội tỉnh long an đã liên tục đưa ra cảnh báo khuyến cáo người dân khi thực hiện các thủ tục hành chính cần cảnh giác để không bị đối tượng xấu lợi dụng và lừa đảo theo đó, lợi dụng tâm lý muốn giải quyết nhanh chóng các thủ tục hành chính liên quan đến lĩnh vực bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế của người lao động trên mạng xã hội. Nhiều đối tượng đã mạo danh đặt cán bộ, nhân viên cơ quan bảo hiểm xã hội để hứa hẹn sẽ giải quyết nhanh chóng tất cả các vấn đề, đồng thời yêu cầu người lao động nộp nhiều khoản phí dịch vụ bảo hiểm xã hội. Điều tinh vi ở chỗ, các đối tượng đã tạo loại giấy tờ giả có con dấu xác nhận của cơ quan bảo hiểm xã hội nhằm tạo lòng tin với người lao động sau khi nhận được tiền các đối tượng ngay lập tức khóa tài khoản cắt mọi liên lạc trước tình hình trên bảo hiểm xã hội khuyến cáo đến người dân khi thực hiện các thủ tục hành chính cần cảnh giác để không bị đối tượng xấu lợi dụng và lừa đảo Trường hợp khi thực hiện các thủ tục hành chính của ngành bảo hiểm xã hội, nếu có dướng mắt thì liên hệ trực tiếp với cơ quan bảo hiểm xã hội viện thị xã thành phố đang cư trú hoặc liên hệ trung tâm dịch vụ hỗ trợ chăm sóc khách hàng qua số hotline 19009068 để được hỗ trợ.